Chị thông cảm nhất tất cả các em, hôm nay thì chị sẽ trồng thử búp bê đầu cỏ. Lý do mà gọi nó là búp bê đầu cỏ là bởi vì trên đầu của nó sẽ mọc cỏ. Các em có thể nhìn thấy ở trên đầu nó người ta đã cài sẵn hạt giống vào rồi nè. Mà để hạt giống có thể nảy mầm thì chúng ta cần phải ngâm nó vào trong nước. Chị ngâm cái mặt đen rồi, chị ngâm luôn cả búp bê mặt trắng luôn đấy các em à. Thời gian ngâm nước thì chị ngâm khoảng nửa tiếng. Sau khi nó đã thấm nước và có khả năng nảy mầm thì chị sẽ đưa nó ra. Đối với cái cây mặt đen thì người ta đã tặng cho luôn cả cái bình nên chị đặt nó vào đây như thế này. Còn cây mặt trắng do không tặng bình nên là chị đặt nó vào trong một cái đĩa. Các em có thể nhìn thấy rõ những hạt giống đúng không nào? Mỗi ngày thì chị đều tưới nước cho nó, tùy thích thôi. Lúc thì chị tưới nhiều, lúc thì tưới ít. Nói chung ẩm ẩm thì nó dễ lên hơn. Sau khoảng 2 ngày thì nó đã mọc đầu đinh rồi này các em. Các em thấy không? Những cái tóc của nó nhú nhú lên nhìn khá là mắc cười đúng không nào? Đó, nhìn dễ thương ơi là dễ thương. Sau khoảng 2 ngày, 3 ngày thì nó sẽ nhú lên như thế này. Cao ơi là cao rồi đấy. Mặc dù mới được 3 ngày tuổi thôi mà nó đã già và có cả râu luôn đó. Chị vẫn siêng năng tưới cho nó mỗi ngày. Chị xem đây là một thú vui. Ngoài tưới thì chị còn tắm cho nó nữa. Các em thấy không? Chị nhiệt tình chăm sóc cho nó nên là nó mới xanh tốt như thế này. Cỡ này là khoảng ngày thứ 4, thứ 5 gì đó chị cũng không nhớ lắm. Bạn mèo thồn thì rất là thích hai bạn búp bê này, cứ lại ngửi ngửi hoài. Chị nghe nói rằng mèo thồn rất là thích ăn cỏ, nhưng thực ra đây hình như không phải là cỏ mà là lúa thì phải, nên là mèo thồn không ăn. Còn đây là ngày thứ 7, tóc của bạn ấy khá là dài. Thôi thì chị sẽ không trồng bạn ấy nữa bởi vì bây giờ rễ bạn ấy mọc ra trông khá là xấu xí rồi. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các em nhé.